Thân thế Tổng thống Putin. Tổng thống Nga đương nhiệm, ông Putin, tên đầy đủ của ông Vladimir Vladimirovich Putin, sinh năm 1952 tại Leningrad. Mẹ là công nhân nhà máy, cha làm việc trong lực lượng hải quân ở hạm đội tàu ngầm những năm 1930. Ông nội là bếp trưởng. Ông còn có hai người anh ruột, nhưng đều qua đời do bạo bệnh, là một thành viên của giáo hội chính thống Nga. Ngay từ khi còn bé, ông đã hứng thú với những bộ phim trinh thám chứa đầy những âm mưu của điện ảnh Xô Viết. Năm 1975, ông Putin tốt nghiệp ngành luật quốc tế tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad. Theo sự phân công, ông nhận công tác trong cơ quan an ninh quốc gia. Năm 1984, ông học tập tại trường tình báo đối ngoại theo chuyên ngành các nước nói tiếng Đức. Năm 1985, ông công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức cho đến cuối năm 1989. Trở lại Saint Petersburg, ông Putin thành cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Thành phố, người mà ông quen biết khi còn học ở trường đại học. Từ năm 1994, ông Vladimir Putin là Phó Chủ tịch Chính quyền Thành phố Saint Petersburg. Ở cương vị này, ông phụ trách các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư, hợp tác với các công ty nước ngoài và thành lập các công ty liên doanh. Năm 1992, ông rời trường tình báo đối ngoại với hàm trung tá quân dự bị. Tháng 8 năm 1996, ông Putin chuyển đến Moscow và trở thành phó của ông Pyotr Borodin, phụ trách công việc trong phủ tổng thống Nga. Sau đó, đứng đầu cơ quan kiểm soát chính của phủ tổng thống Liên bang Nga. Tháng 7 năm 1998, ông Putin được chỉ định làm giám đốc cơ quan an ninh liên bang. Đồng thời, từ tháng 3 năm 1999, ông trở thành thư ký Hội đồng An ninh Nga. Đến tháng 8 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ. Tiểu sử Tổng thống Putin trải qua rất nhiều tiếng vang, mang tầm ảnh hưởng trên thế giới. Khi nhắc về tiểu sử của Tổng thống Putin, phải kể đến gia đình nhỏ bé của ông. Tính đến thời điểm hiện tại, thì ông đang sinh sống một cuộc sống độc thân. Vợ Tổng thống Putin trước đây là một cựu tiếp viên hàng không và là giáo viên dạy tiếng Đức, bà Lyudmila Putina. Kết quả của cuộc hôn nhân, họ có hai con gái, Maria sinh năm 1985 và Ekaterina sinh năm 1986. Tuy nhiên, sau 30 năm chung sống, ông Putin và vợ đã tuyên bố chia tay. Vào đầu năm 2014, phát ngôn viên của ông chính thức thông báo với báo chí. Vào năm 1999, ông Putin được chỉ định làm Thủ tướng Liên bang Nga do Tổng thống Yeltsin bổ nhiệm. Ông được bổ nhiệm tại vị trí này khá nhanh, nhưng ít người tin rằng một khuôn mặt ít để lại tiếng vang có thể giữ ghế lâu hơn so với những người nhiệm kỳ trước. Sau cuộc vận động bãi nhiệm vị Tổng thống già yếu Yeltsin, theo hiến pháp thì Thủ tướng Putin sẽ là người kế nhiệm. Ngay sau đó, cuộc bầu cử của Tổng thống diễn ra vào năm 2000, ông Putin đã thắng cử ngay vòng đầu tiên. Trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Putin nhận được nhiều lời khen ngợi và sự ủng hộ của người dân và nhanh chóng phục hồi sức mạnh của một quốc gia đầy hỗn loạn và bạo động. Việc làm đầu tiên của Tổng thống Putin đó là việc đệ đơn truy tố nhân vật giàu nhất nước Nga, ông Mikhail Khodorkovsky, một người đã từng chu cấp tài chính cho đối thủ chính trị của Kremlin, kẻ đã dùng tiền mua chuộc nhiều đại biểu tại Duma, người đã cấm cản việc sửa đổi về thuế với mục đích vụ lợi riêng. Trong suốt thời kỳ làm Tổng thống, một số nhà hoạt động nhân quyền, những nhà bình luận phương Tây và những người tự do ở Nga đã bày tỏ lo ngại về tình trạng dân chủ, tự do báo chí và nhân quyền tại Nga. Kremlin cũng tấn công vào nhiều vụ tuyên truyền chống người Nga của những đối thủ phương Tây và tống khứ những tên đầu sỏ kinh doanh ra khỏi nước Nga. Nhiệm kỳ thứ hai kết thúc với sự tiếc nuối của toàn người dân nước Nga. Họ muốn thay đổi hiến pháp để Tổng thống Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Trở lại Điện Kremlin với nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng 5 năm 2012 và nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân chúng quốc tế, trong khi các nước phương Tây cho ông là độc tài, lạm dụng quyền lực. Hiện tại, ông lại được tạp chí danh tiếng của Mỹ bầu chọn là người quyền lực nhất thế giới. Đằng sau hình tượng vị trí Tổng thống đáng lẻ và rất đáng kính, ông Putin là một nhân vật có đời sống tinh thần rất phong phú. Sở thích của ông là thể thao, săn bắn, ca hát và thích cởi trần. Một điều mà đến ngay những đại sứ nước ngoài đã từng gặp phải, đó là việc ông Putin thường xuyên đến trễ giờ,
đến cả tiếng đồng hồ.